Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thời gian qua đã triển khai các giải pháp, kế hoạch về công tác dạy học sao cho phù hợp với điều kiện tình hình dịch COVID-19. Trong đó thì đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường là yếu tố quan trọng nhất. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình về những ngày đầu tiên học sinh được trở lại trường sau khi học trực tuyến. Em Nguyễn Hoàng Nhật Linh, học sinh lớp 2A5 trường tiểu học Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, vừa vui mừng, phấn khởi, xen lẫn cảm giác hồi hộp, bởi từ khi khai giảng năm học mới đến nay, Linh cùng các bạn chưa từng được đến trường. Em rất hào hứng khi được trở lại trường gặp thầy cô và bạn bè sau 9 tháng học online tại nhà. Con thích học trực tiếp ở trường hơn ạ. Vì sao con? Vì con được gặp thầy cô và các bạn, được chơi với các bạn rất là vui ạ. Cô giáo nói là thường xuyên đeo khẩu trang và thường xuyên xịt khuẩn, không được ra ngoài sân trường chơi ạ. Trong thời gian mấy ngày đầu đi học ấy, thì tôi thấy là không khí của các con đến trường là rất là hào hứng, rất là thích. Tuy nhiên là do thời gian học trực tuyến kéo dài ấy, nên là cái vấn đề ví dụ như là nền nếp của các con khi đến học trực tiếp là các con chưa quen. Thì có một số bạn F0 ở nhà thì chúng tôi sẽ vừa dạy trực tiếp và đồng thời là dạy học qua Zoom cho các bạn ở nhà luôn, để cho các bạn ở nhà cũng theo kịp. Trường tiểu học Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội có gần 1.500 học sinh được chia làm 2 ca học, khối lớp 1, 4 và 5 học buổi sáng, khối 2, 3 học buổi chiều. Trước khi vào lớp học, các em đều được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cẩn thận. Ở trường, các em học sinh thực hiện 5K, hạn chế tiếp xúc với học sinh trong lớp và các lớp khác, đảm bảo giãn cách trong phòng học. Nhà trường cũng đã xây dựng các kịch bản, tình huống có thể xảy ra khi học sinh đến trường học tập trung, không để bị động, lúng túng, bất ngờ và nhất là không để các thầy cô giáo và cha mẹ học sinh phải thấp thỏm, lo lắng, đóng mở cửa trường học. Việc mà theo dõi các con khi mà các con ở lớp thì rất là quan trọng và chúng tôi đã thực hiện là tất cả giáo viên là vẽ sơ đồ lớp học của mình để làm sao để khi mà phát hiện một cái F0 thì chúng tôi có thể khoanh vùng ngay tại lớp đó. Khi mà các con vào lớp, giáo viên sẽ tiến hành là đo thân nhiệt cho các con một lần nữa. Và đặc biệt là chú trọng tới những các cái bạn mà có biểu hiện dịch tễ. Và khi các bạn có biểu hiện, giáo viên sẽ đưa các con xuống luôn phòng cách ly của nhà trường. Nhân viên y tế của nhà trường sẽ thực hiện test nhanh cho con, phát hiện được kịp thời cái trường hợp F0. Từ đó thì lại đưa ra những các cái phương án để có thể xử lý ngay những các cái trường hợp F0 có tại trường. Từ ngày 10 tháng 2, hơn 500.000 học sinh tiểu học tại 18 huyện thị xã ở Hà Nội được đến trường sau thời gian dài học online vì dịch bệnh. Trong số này, có những học sinh lớp 1 lần đầu được tới lớp, gặp thầy cô và bạn bè. Sự mong mỏi nhất lúc này của thầy cô là dịch bệnh không lây lan trong trường học. Còn với các bậc phụ huynh, lo lắng nhất là làm thế nào để con em mình được an toàn, nhất là trẻ mầm non, học sinh tiểu học, ý thức về phòng chống dịch chưa cao. Lợi ích của việc trẻ được đến trường lớn hơn nhiều so với cho trẻ học trực tuyến ở nhà. Lúc này, nhiều phụ huynh ủng hộ việc đưa con đến trường học trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn đó những băn khoăn sau một tuần đi học. Có cái nhiều vấn đề bất cập, ví dụ như là hiện tại các cháu là học lửa buổi, bố mẹ thì đi làm, cũng đi làm hết, đâm ra là cái việc đưa đón cũng khó khăn đó. Đấy là một cái vấn bất cập. Còn mình nghĩ là nên ủng hộ các cháu đi học, nhưng mà thực sự là cũng lo lắng về sức khỏe các cháu. Gần một tuần qua, các trường học trên cả nước đón học sinh trở lại trường học tập trung sau thời gian dài phải học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Trường học đang dần được mở cửa trở lại trên khắp cả nước. Cùng với hơn 130 học sinh khối 9, trường trung học cơ sở xã Thanh Sương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, sau một tháng phải học trực tuyến vì dịch bệnh bùng phát, đã khiến kế hoạch học tập và ôn luyện của các em bị xáo trộn. Để giúp các em học sinh theo kịp chương trình, nắm vững kiến thức, nhà trường đã tranh thủ thời gian vàng, đẩy nhanh tiến độ dạy học, thực hiện linh hoạt nhiều giải pháp như bố trí thêm lịch học vào các tiết năm buổi sáng, tăng 2 buổi chiều học chính khóa, xếp lịch kiểm tra cuối kỳ lồng ghép lịch ôn luyện. Chúng em đã được quay trở lại học ổn định trực tiếp và khi đi học thì thầy cô đã bổ sung thêm nhiều lượng kiến thức cho chúng em để chúng em có thể là tham gia tốt các cuộc thi như là cuộc thi học sinh giỏi và cuộc thi vào lớp 10 ạ. Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã hướng dẫn các trường về nhiệm vụ chuyên môn trong điều kiện thích ứng với diễn biến của dịch. Trong đó, xây dựng phương án dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến, tranh thủ tối đa thời gian an toàn về dịch bệnh để tổ chức dạy học trực tiếp, ưu tiên dạy trực tiếp các nội dung cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Với phương châm học tới đâu, chắc tới đó, các nội dung ôn tập củng cố kiến thức đã xây dựng sẽ thực hiện vào thời điểm cuối năm để ưu tiên hoàn thành chương trình năm học. Đồng thời các thầy cô giáo chuẩn bị giáo án, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế. Song song với cái việc mà triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học thì công tác phòng chống dịch bệnh được đặc biệt quan tâm. Đấy. Và thực hiện theo cái quan điểm chỉ đạo của nghị quyết 128 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả thì tới thời điểm này thì công tác phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị trường học trên địa bàn toàn huyện được thực hiện rất là tốt. Trong thời gian tới thì ngành sẽ tiếp tục là chỉ đạo các đơn vị trường là thực hiện cái 5K của Bộ Y tế và tiến hành thực hiện hoàn thành cái chương trình kế hoạch giáo dục theo đúng cái khung thời gian kế hoạch năm học. Việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên khi trở lại trường đã tạo tiền đề để các trường ổn định việc dạy và học, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới.